Dạ vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị thân quý khách, nghệ sĩ Lê Hằng trở về từ nhà hát chèo Nam Định. Ở quê hương Nam Định chúng ta thì nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh như đền Trần chùa Tháp, non đồi sông Vì. Quê hương Nam Định chúng ta còn nổi tiếng với những làn điệu hát chèo, những làn điệu hát văn ngọt ngào làm say đắm lòng người. Và những làn điệu hát văn của quê hương Nam Định chúng ta đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, nghệ sĩ Lê Hằng trở về từ nhà hát chèo Nam Định cũng vinh dự được mang những lời ca đẹp tiếng hát, và đặc biệt là với một sáng tác của nhà thơ Chu Văn, bài hát văn Nam Định quê tôi. Xin được trân trọng kính gửi toàn thể quý vị khách quý chúng ta cùng thưởng thức.
với làn điệu hát văn. Bài hát văn Nam Định quê tôi, một trong những sáng tác nổi tiếng của nhà thơ Chu Văn, đã gửi tới toàn thể quý vị tân quý khách qua giọng hát của nữ nghệ sĩ Lệ Hằng trở về từ nhà hát chèo Nam Định. Một lần nữa xin được kính chúc toàn thể quý vị khách quý cũng như toàn thể bà con nhân dân, và đặc biệt xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Đảng chính quyền địa phương đón một mùa xuân mới Kỷ Hợi 2019 gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.